Dạ, con chào bác. Con tên là Lương Thúy Hằng, ở Biên Hòa. Con có một số câu hỏi xin hỏi bác, xin nhờ bác trả lời giúp con. Rồi, con hỏi. Dạ, thưa bác, người tu theo thiền tông có tánh tham, khi chết sẽ đi về đâu thưa bác? Bây giờ con phải hiểu này nè, con làm ác xuống địa ngục, tánh tham làm của hồn các đảng, lừa gạt người ta thực vô thực vật. Đó, nó có ba cái nơi để đi. Tham thì làm cô hồn các đảng, gọi là tham là gì? Đi giành giật của người ta là gọi là cô hồn các đảng. Còn con tu mà con làm cho người ta khổ nở, làm cho người ta mê tín gì đâu, con xuống địa ngục con ở. Thấy không? Con tu mà con lường gạt người ta lấy tiền người ta, con làm thực vật để làm trả nợ, nó phải đi ba con đường này. Đó. Vì thế mà tham thì con phải đi làm cô hồn các đảng. Cái này nó đơn giản. Mà cái người mà tu tham mà làm cô hồn các đảng thì sướng lắm. Không khỏi cần làm cái đi ví dụ người ta cúng cho mình ăn thôi. Đó, tu mà thế gian này sướng nhất là làm cô hồn các đảng, không làm cũng ăn. Còn làm người bắt buộc làm phải ăn, không làm thì đói. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ. Cho con hỏi câu tiếp. Thưa bác, tại sao người tu theo thiền tông á là buông bỏ hết, mà tại sao lại đi ăn cướp của người khác thưa bác? Cái này họ tu theo tánh ác của con người. Đó, tại tu trong 16 thứ tánh của cái ác của con người. Thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thùy, tham sân si mạng nghi ác kiến. Nó nằm thứ 15, cái ác nó nằm thứ 15. Con sử dụng ác thì con phải làm này làm kia thôi. Còn con tưởng thì con tưởng minh mông. Còn kiến chấp cho ta là số 1. Sử dụng cái nào thì con thì nó thể hiện ra cái đó. Thấy không? Vì tánh người nó 16 thứ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Bác cho con hỏi câu tiếp. Thưa bác, người tu theo thiền tông mà làm tay sai cho người khác á, khi chết á, thì sẽ đi về đâu thưa bác? Mình là tu mà làm tay sai người khác đó. Tay sai là mình kêu cái người đó là gì? Là sư phụ phải không? Thì sư phụ chết đi đâu mình sau đó? Sư phụ chết đâu mình từ đó chứ sao? Còn mình không làm tay sai là mình tự mình đi. Còn mình làm tay sai người ta là sư phụ đi đâu mình đi đó. Đó, phải hiểu như vậy, nguyên tắc này nó vậy. Giống như con vô một cái đoàn thể, thì trưởng đoàn thể dẫn con đi đâu con đi đó. Còn con ở nhà có mình, tự con muốn đi đâu con đi. Thấy không? Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ cảm ơn bác. Cái người mà tu, người tu như trong chùa nè, tu thiền tông nè, họ biết rõ là giác ngộ và giải thoát là gì, thì tại sao mà họ hay làm những chuyện kỳ cục rồi như chuyện này chuyện kia đồ tùm lum, sao kỳ vậy bác? Này họ tu tưởng, đã biết giả ngộ giả thoát mà tu mà thực tưởng là bậy bạ thì tu theo tưởng gọi là đạo tưởng. Thời này gọi là tu đạo tưởng, đạo Phật nó đã không còn ai tu nữa. Chỉ sáu pháp môn tu rõ ràng, bây giờ thú tu, tu tịnh độ á. Mà giờ có ai tu tịnh độ, ai tu đúng không? Tu tưởng thôi. Tịnh, con biết nên nhớ là tu tịnh độ nó không phải đơn giản đâu, tại chưa ai giải thích. Tu tịnh độ là tu đi hưởng phước, con nên nhớ không? Trong túi con không có đồng con đi được không? Không có tiền đi xe bus thì sao con đi nữa. Tu tịnh độ là tu hưởng phước ở cõi trời, tức như ở vòng ba của tam giới. Con tu nổi không? Bây giờ chú chỉ giải thích vậy nè. Ví dụ con ở Biên Hòa, con ra Vũng Tàu 200 ngàn. Thấy không? Con đi du lịch được, đi xe bus, ăn uống được. Còn đi con đi qua Hà Nội nhiêu? 5 triệu. Con qua Mỹ nhiêu? 30 ngàn đô. Lên không gian 2 triệu đô. Lên trời á 2 ngàn triệu đô. Lên nước cực lạc đó 2 tỷ triệu đô. Con có tiền đi không? Đi cực lạc là đi hữu, kêu đi hữu phước ngoài không gian. Đi các hành tinh đó. Bây giờ Nga nó tổ chức có 3 ngày á, đi vòng vòng trái đất có 3 ngày 3 triệu đô. Đô Mỹ á, chứ không phải đô Hồng Kông. Thấy không? Đi nổi không? Con suy nghĩ lên cực lạc, con có tiền đi nổi không?
Vì thế mà con không đó mà con là con tu theo đó mà con lừa người ta thì con chết, bị cái nhân quả liền. Thế giới này là cực kỳ khó, khó. Khi mà Thiền Tông nó nói ra rồi là cái thế giới này cực kỳ khó, không ai dám nhúc nhích cái gì đó. Còn vì thế mà Thiền Tông nó ra đời người ta bỏ tu hết, sống ở gia đình, nhân nghĩa lê trí tính xong thôi, không có tu gì nữa. Khi mà bởi vậy khi mà Tánh Phật vô đây nè, Tánh Phật hỏi chứ bây giờ ông đến ông thần chủ thế giới ông nói khó quá, ông nói giờ làm sao giờ tôi lỡ tôi vô rồi sao? Nó thôi lỡ vô giờ làm ta chỉ cho nhớ nghe cho kỹ, ở trong gia đình làm vợ chồng con cái nhau thôi sống bằng nhân nghĩa lê trí tính. Khi nào 10.000 năm một ông Phật ra đời á, công bố làm ơn đi lại tìm công đức về, nhớ đừng có làm gì sử dụng bỏ cái tưởng con người nghe không, thì mới về được. Chính ông thần chủ ở mách cho cái Tánh Phật biết, nhưng mà ổng quên, vô bị vô tử cung người mẹ quên mẹ hết chết, cái tử là chết, cái cung chết, vô không còn nhớ gì hết trơn, thì mới một tạo nghiệp nó lên cả dây chứ. Mẫu một cái nghiệp, ví dụ mẫu ngồi một cái nghiệp thì cho một ly đi, mà một đời nó là nhiêu, một đời một ly, 10 đời 10 một tấc một phần đi, thấy không? Rồi 100 đời một tấc, rồi 1.000 đời mấy chục thước, rồi làm sao còn phá vỡ cái quy luật này được? Nó khó chỗ đó, chứ không phải giờ đơn giản đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, vậy những người mà tu mà những người mà có tham vọng nhiều á, đâu có tu được giải thoát đâu hả bác? Tu cái gì, mới vừa mà nở cái tham vọng ra ta bắt đầu thần cũng quản lý á. Cái tham vọng mà vừa khởi ra thì ông thần quản lý mình, ông dẹp mình liền. Ông nói thôi, ta do mày cho ông thánh vợ giữ mày đó. Tham vọng là tham, tham thì phải qua ông thánh ở thần quản lý. Vì thế bác nói là tu theo đạo thánh là không giải thoát, tu thần mới giải thoát là cái chỗ này nè. Tham thì phải qua thánh quản lý, lãnh quản lý thì mình rất tham. Ở ông thánh là đúng nghề của ông mà, nghề ông thánh là nghề tham, thấy không? Thành ra vô thánh là đừng có mong giải thoát, khó lắm, không có giải thoát đâu đâu. Vô thánh chỉ có giải chết thôi chứ không giải thoát. Trời, còn hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Vậy tu theo Thiền Tông á, chỉ có một chữ thôi mà sao ít có người tu vậy bác? Dạ, con suy nghĩ à. Con ở nhà con có đọc con chữ hoài, con thấy vui không? Đọc 3 lần, 3 ngày, 3 tiếng con buồn. Thành ra con phải nói tràn gian đại hải cho nó vui. Thì vì thế mà người nào tu mà nhiều chữ đó, ta thích hơn, còn tu có chữ. Nó hoài chữ. Chữ là gì? Chữ buông. Mà buông thì chết rồi, không còn gì hết trơn. Thì ta không thích. Thế giới vật lý này là nó cuốn hút theo quy luật vật lý. Mà con bỏ nó không chịu, người ta không chịu. Thấy không? Vì thế mà cái tu Thiền Tông rất đơn giản, rất cực kỳ dễ, nhưng mà không tu được. Việc tu có một chữ, tu nhiều chữ người ta mới tu. Cầu cúng lại thì nó cầu cúng lại lục như tùm lum ta la ta thích. Cầu xin này kia người ta thích. Còn tu có một chữ buông, không buông, không ai chịu nổi đâu. Vì thế mà khó đó. Thành ra bởi vì cái Thiền Tông này bởi vì đưa ra cho cái thời kỳ văn minh người ta mới hiểu. Tôi mới tu chứ ngồi thời cái thời đồ đồng không ai dám tu cái thầy này, không nói được luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin cảm ơn bác, con xin bác chúc bác sức khỏe. Cảm ơn bác. Rồi cảm ơn con.